Số tiền đấy thì phải cố gắng nhé, cố gắng để giữ xong là để cho con ăn nữa. Đây, đây là cơm ngô nấu với lại gạo, cơm gạo đúng không? Vâng. Như kiểu nấu trứng đúng không? 50-50, 50% là gạo, 50% ngô. Rồi, này con làm sao mà ăn được? Đây, bạn Sàng rất là thương Phong, đang nướng cá để gửi đi cho Phong. Xin chào quý ông bà, các bác và tất cả mọi người, tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Anh Nông TV. Các bác, hôm nay Anh Nông lại tiếp tục đến thăm ba bố con em Sàng, bố Bỉm Sữa các bác. Hôm nay đến thì cũng mang một cái niềm vui rất là vui đến ba bố con. Thì qua các cái thước phim vừa rồi thì được rất là nhiều ông bà cô bác gửi tiền để ủng hộ cho ba bố con của cả hai nền tảng, đó là nền tảng YouTube và nền tảng TikTok, gửi cho ba bố con. Thì với số tiền cụ thể bao nhiêu đấy thì xin mời các bác tiếp tục theo dõi video. Ngày hôm nay đến ý, hôm nay đến ý thì có mua cho bé 2 hộp sữa. Đây, 2 hộp sữa bột để cho bé. Anh ông tự đi một mình thôi. Trước đây thì con gái chưa đi học đây thì anh ông cho con đi cùng để cho con quay. Còn hiện tại là đi một mình, tự dẫn chương trình, tự quay phim, tự làm cameraman. Hello, xin chào nhá. Có khỏe không? Khỏe à? Ôi giời. Mấy hôm nay có khỏe không? Có khỏe tạm. Vẫn tam à? Tam khỏe. Không yếu đâu đúng không? Ôi giời ơi, cái đầu của con bị rôm hết rồi. Nên suốt ngày cóng con như thế à? Vâng. Vừa nãy vừa đi đâu vậy? Vừa nãy đi, đi xã về, Đi xã làm gì? đi làm cái giấy cây sinh ấy. À, làm giấy cây sinh cho Vâng, con à? À, thế chào các bác đi. cháu chào các cô với các bác ạ. Ừ, cháu vẫn còn khỏe lắm mà thế. Ừ. Cháu cũng tạm thôi, À, sức khỏe cũng tạm thôi. sức khỏe cũng Vâng. tạm à? À, thật ra thì sức khỏe thì cũng nói chung là một mình một thân, nuôi hai bé với lại bà già nữa thì cũng tương đối là khó khăn đấy nhỉ. Vâng. Ừ, thế có cho anh vào nhà không? Tròn. Hello. Ôi giời ơi, mặt sưng à? Hả? Mặt mặt cháu bị làm sao đấy? Mặt nó bị gì nhỉ? Bị đau răng đi. Bị Đau đau răng răng xong á? lại sưng hai bên đi. Sưng hai bên à? Vâng. Đi Ôi giời ơi. tiêm được 2-3 mũi rồi. Một vậy. Tiêm ở một rồi à? Vâng. À, thế là phải chờ con đi tiêm à? Vâng. À, Thì vào viện thì nó lại cũng mình thì cũng có em này cũng có ai trông à. thì đi tiêm ngoài thì mất tiền. Ừ, cái này khóc không? Đau không khóc à? Lúc ban đầu thì mình cũng phát hiện thì hôm hôm đầu thì khóc cả đêm luôn cũng được ngủ. À, Thì sáng hôm sau thì đi vào đi. vào mọ tó ra luôn. Ôi dồi ôi, méo hết cả mồm. Hôm nay còn Ôi rồi, trồng ngô chưa? đang vừa đang cày. Vừa đang cày à? Thế có thấy ấy được nhiều đâu. Đấy này, mua cho bé một gói bánh quy. Nha. Chứ đau răng như này thì làm sao mà ăn được hả? Hôm qua còn Này. còn Ôi rồi, phải biết xin chứ. Cháu xin xin bác. xin cháu xin bao Rồi, đúng rồi. Nè,
bé còn còn bé bé nên là chưa biết xin, còn mình lớn thì mình phải xin nhá. Thôi nhớ chưa? Tệ. Cũng... cất đi. Cũng... để ở trên kia đi, tí nữa lại mang vứt. Tiếp lại mua cho 2 hộp sữa bột nhá. 2 hộp kia hết chưa? Sữa. Ừ. Sữa bột đi. Sữa bột đó. Hết 1 hộp rồi. Hết 1 hộp rồi. Lại mua thêm cho bé 2 hộp sữa bột nữa. Bởi vì là bé thì như vừa rồi mọi người cũng biết rồi, là những ngày mà không được các cô các bác mỗi người chung tay giúp đấy thì bé đều ăn bột gạo, đúng không? Vâng. Thì hiện tại là có sữa bột để cho bé ăn, 13, 14 tháng rồi mà còn chưa biết đi. Đúng ra là bé này cũng phải biết đi rồi đấy, nhỉ? Yeah. Vâng. Đúng không? Đúng. Ừ. Mặt kiểu... mặt đen thế. Ở đây thì... mặt hơi đen nhỉ, đúng không? Ừ. Hôm nay muốn nhận tin vui hay tin buồn? Tin tin vui. Tin vui. Đây là hộp sữa này, là cái bánh bánh quy là đi 590.000 nhá. Đây cho để cho bé nhá. 2026 mới hết hạn, thoải mái. Đấy. Cất thôi. Không để con bật ra để mang đi quái cho gà. Nhỉ. Yeah. Ừ. Cất kỹ đây gà. Ừ. Hả? Sợ nghịch. Sợ ai nghịch? Sợ bé nó nghịch à? Ừ. À. Đau răng còn sắp không ăn được kẹo nữa này. Bị đau đây à? Chép mò. Hả? Lúc đấy còn quên đi, còn quên cái sữa làm mình kìa, ăn không được cơm đấy. À, bé ăn không được, cho cái này vào ăn cũng được mà. Ừ. Đấy, ăn không được cơm à? Vâng. Ừ. Ôi giời mà ơi. Thì nó chảy đi lấy đi, không thì nó ăn, cho ăn cái này mai nó quen thì... nó... ăn, ăn không được cơm. Này tiếp tục đi mua lợn nhá. Vâng. Đi mua mấy con? Mua 2 con, 2, 3 con. Thôi mua 1 con được rồi. Mua 1 con à? mua bây giờ còn nuôi mua, 2 bé mua, nữa, mua. Nuôi bà nữa, nuôi lợn nữa, trâu nữa. Mua. Làm sao mà nuôi được nhiều? Mua 1 con đực. Ừ, mua 1 con đực nhá. Vâng. Mua về để nuôi. Đấy, bây giờ cố gắng nuôi để mấy đứa còn có Tết để cho con. Dạ. Yeah. Đấy vừa rồi lại tiếp tục nhận được tiền từ các cô, các bác cũng như các anh, các chị, các ông bà gửi cho 3 bố con nhá. Ừ, vâng. Ừ. Thì cái tiền này bây giờ anh trao cho thì em để định để làm gì? Mua lợn. Mua lợn 1 con, chẳng còn tiền còn lại thì để làm gì? Còn chưa tính. Chưa tính à? Để... thôi để tiền còn lại thì để vẫn phải để mua sữa cho con này, và mua cơm này. Và mấy nữa cái nhà của mình còn ọp ẹp như này vẫn phải làm đúng không? Vâng. Ừ. Vẫn phải sửa lại đúng không? Vâng. Ừ. Thì vừa rồi cái ngày mà anh em mình ngồi ở đây livestream ở trên TikTok đấy, là có 2 chị gửi cho. Cháu Đông sẽ xin phép được nêu tên của các cô để cho bạn sàng bạn biết là có những cô chú anh chị nào gửi tiền cho mình. Một là chị Vương Thị Hoa gửi là 500.000. Hai là cô Hằng ở Sài Gòn 500.000. Ba là cô Nguyễn Thị Chi ở Hà Nội 1 triệu. Bốn là cô Mùi Kê ở Lâm Đồng 1 triệu. Tiếp là bà Vất ở Hà Nam 300.000. Bà gửi tổng là 800. Thì bà có dặn
An ông là cho an ông 200 đổ xăng, còn 300 thì lại cho cháu Thương ở bên kia. Cháu Thương mẹ câm, điếc. Tiếp là có cô Trương Thanh Hằng ở Hà Nội gửi cho 700 để đi mua lợn, mua một con lợn đực. Biết cô Trương Thanh Hằng không? Biết. Cô Trương Thanh Hằng cho cái gì? Cho trước cho một con trâu. Cho một con trâu với cái gì? Với hai con lợn. Với cái gì? Hai con lợn không phải đâu. Hai cái đèn. Hai cái đèn. Tiếp là cô Liễu Không ở Mỹ gửi cho 2,2 triệu. Thì anh sẽ cộng cái số tiền này bao nhiêu thì anh sẽ trao tiền mặt cho em. Vâng. Nhá. Vâng. Có trao tiền mặt hay là như nào? Tiền này trao anh trao cho em nhưng mà em vẫn phải giữ. Vâng. Mấy đứa còn sửa sang nhà nữa đúng không? Vâng. 500 này cộng 500 cộng 1 triệu cộng 1 triệu cộng 300 cộng 700 cộng 2,2 triệu. Tổng là 6,2 triệu. Sẽ trừ sữa và bánh quy là 5,9 triệu. Đúng không? Đúng. Trừ đi 590.000. Là còn 5,610,000. 5,610,000. Đấy, cái số tiền này thì anh sẽ trao cho em nhá. Vâng. Trao cho em tự xử lý nhá. Và trước đây cái số tiền mà các cô các bác gửi từ cái ngày mà anh vào đây là cũng đã trao cho em hết rồi đúng không? Đúng. Đấy, anh không cầm một đồng nào nhá. Vâng. Bây giờ thế là vừa rồi là cái tiền vừa rồi trao là còn bao nhiêu? Còn 2 triệu. 2 triệu. Vâng. Thế bây giờ giữ cái 5 triệu này vào nữa là hơn 7 triệu, gần 8 triệu đúng không? Vâng. Phải giữ để mình còn sửa nhà nhá. Vâng. Không phải là cứ các cô các bác cho là mình đi tiêu pha lung tung thôi nhá. Vâng. Đấy, đến lúc mà con đói sữa thì mình không có ăn. Vâng. Cũng tầm tuổi anh em mình thì chắc là cũng biết rồi đúng không? Vâng. Đấy, cũng không phải gần, không phải trẻ nữa đâu. 40 củ khoai đến nơi rồi đúng không? Biết củ khoai không? Có biết không? À. Biết. Đấy, ngày hôm nay là ngày ngày bao nhiêu biết không? Ngày 18 nhá. 18. 18. 18 tháng 9 đúng không? Tháng 9 là trao tiền mặt. Là 5,610,000. Có lấy không? Có. Có à? À. Một triệu này. 2 triệu. 3 triệu. 4 triệu. 5 triệu. 5 triệu bao nhiêu nhỉ? 600 này. 600 này. 10,000 lắm nào nhỉ? Có 10,000 cho 7,000 nhá. Có được không? Được. Cho 7,000 nhá, hôm nào mua kẹo cho bé thôi nhá. Không có 10,000. Đếm lại tiền đi. 1 2 3 4 1 2 3 4 5
5 triệu 6-10 nghìn. 5 triệu 6-10 nghìn. 5 triệu 610 nghìn. Ừ, đúng rồi. 5 triệu 610 nghìn đấy. Ừ. Đấy, với cái số tiền đấy thì phải cố gắng nhé, cố gắng để giữ xong là để cho con ăn nữa, với lại đi mua một con lợn. Mua một con lợn này. Sửa nhà. Sửa nhà. Đấy, dự định là sửa nhà đúng không? Thì xem nếu mà mình tiếp tục được các cô các bác ủng hộ thêm thì sẽ sửa nhà đúng không? Thế bạn cảm ơn các cô các bác đi. Nhiều người quá thì còn xem cái này còn không. Hả? Mình xem cái này. Không, đi. Không, bây giờ cái xem cái chữ đấy không đọc được, cứ cảm ơn các cô các bác là được. Thì cháu thì xin cảm ơn các cô với các bác với các nhà hảo tâm thì cũng quan tâm đến con cháu của cháu thì với bản thân cháu thì cháu cảm ơn các cô các bác rất là nhiều vì giúp cháu con cháu thoát được hoàn cảnh khó khăn thì giờ đấy, giây phút này cháu sẽ cố gắng nuôi hai con cháu để lớn lên mạnh khỏe giúp việc cho xã hội thì cháu không biết cảm ơn gì, không biết nói gì nhiều thì cháu chào các cô các bác, chúc các cô các bác thì sống lâu sức khỏe bền vững. Được. Ôi rồi lại ngủ rồi. Lại ngủ rồi. Thế là giờ này là muộn muộn rồi, không nấu cơm để cho con ăn à? Nấu rồi. Nấu rồi hả? Ừ. Bây giờ nấu rau xanh, ít rau xanh rồi. À, ai nấu? Em nấu. Bữa nay nấu à? Chưa. Bây giờ đang cơm mà. Cơm nấu vậy. À. Bây giờ đi nấu. À, thế hôm nay sẽ chia sẻ bữa cơm của ba bố con ăn hàng ngày. Xem nào ăn những cái gì. À, các bác ạ. Hôm nay cũng đến trao số tiền thì cũng rất là vui nhỉ. Vâng. Là được tất cả các cô các bác cũng đã gửi cái tấm lòng thảo thơm đến ba bố con. Đúng không? Vâng. Ừ, thì cũng hy vọng là bạn này cũng sẽ cố gắng để chăm lo cho hai bé. Để cho hai bé luôn mạnh khỏe. Ok, con đọc đi. Và được đi học. Đúng không? Vâng. Hôm qua làm cái gì mà hôm nay như kiểu mất hồn đấy? Hôm qua đưa thằng này đi viện thì à. Đi viện thì xong thì vẫn cùng khỏi thì đi lại đi tìm thông Nam đấy. À, hôm qua đưa cháu nó đi viện à? Đi tiêm à? Đi tiêm. Ừ. Đi xuống như kia tiêm à? Vâng. À. Đi tiêm được bao nhiêu, mà nãy bảo tiêm được mấy mũi rồi? 3 mũi. 3 mũi à? À, thế là bị đau răng đúng không? Ừ. Hôm nọ không biết là có cô bác nào nói là bé có mụn ở đâu, ở bé này hay bé kia nhỉ? Không để ý. Bị... Bé kia thôi. Thế là về đi tiêm về không khỏi lại đi lên rừng để tìm thuốc nam à? Đấy. Có cho thuốc nam mà khỏi không? Khỏi, chắc là khỏi thuốc nam đấy. Khỏi thuốc nam. Vâng. Thuốc nam như nào? Thuốc lá cây. Lá cây à? Ừ. Lấy về nhét vào mồm hay như nào? Lấy bôi đi. À, bôi ở, bôi ở ngoài này à? Ừ. À. Bôi với có đi, có một thằng bạn ngâm thì lấy bôi. À, bôi xong rồi có cái lá nữa. À. Thế là hôm qua là trông con cả đêm đấy. Vâng. Con có khóc không? Có lúc con có cả đêm còn không ngủ. Khóc cả đêm không ngủ được. Đấy. Là phải trông à? Ừ. Là phải dạy trông. Thế bé này có khóc không? Bé này lại ngủ. Ừ, bé này lại ngủ. Thế không? Thật sự là rất là vất vả các bác. Đấy, hiện tại thì một mình một thân bà thì cũng lớn tuổi rồi. Trông hai đứa nhỏ.
lúc thì ốm, lúc thì như này thế kia. Tóm lại là các cháu các bé nhỏ đấy thì lúc thì như này lúc như nọ, rất là phức tạp. Nên mình sinh được ra rồi mình cũng phải cố gắng chăm sóc để cho sau này các cháu nó lớn lên nhỉ. Đúng không? Vâng. Người thấy người yếu lắm rồi đúng không? Mệt lắm đúng không? Có mệt không? Mệt. Mệt à? Thế nó bảo gan ghế uống thuốc như nào rồi? Mẹ đoạt chung này. Ông tặng luôn. Ông Uống luôn. đun uống mà. Có lo đỡ không? Đỡ một tí. Đỡ một tí. Vâng. Đỡ thì nó như nào? Nó không mệt hay nó như nào? Nó cũng mệt đấy. Ừ. Đi nó bước chân nó nhẹ hơn. Bước chân nhẹ. Đấy. Thế trước đây đi chân nặng như một tạ Đấy. à? Rồi đi nấu cơm để cho con ăn đi. Vâng. Ừ. Cái này. Đây. Cầm đấy. Sẽ cho các bác cùng xem ba bố con hôm nay ăn cái gì. Đây là cái khuôn viên bếp. Đâu nấu gì đây? À đây có cái rau cải cuốn đây à? Có. Cải cuốn. Đây à? Ừ. À. Đó. Cái gì nữa? À, mua thịt ở đâu về đấy? Đi lúc đấy đi xá thì lấy về thôi. Nhưng mà có lợn tốt đấy, sợ lấy cùng con của mình đấy. Đây thì quen đây. Người quen à? Vâng. Ôi rồi, cái thớt đâu? Cái này là cái thớt à? Ủa? Ôi rồi ôi. Cái thớt kiểu gì như này? Hả? Thật gỗ này. Thớt gỗ. Cây nghiến à? Cái chậu thôi. Cái chậu, lấy cái chậu về làm thớt thì tốt rồi. Cứng quá nhỉ. Đúng không? Ừ. Ôi giời. Đến nỗi không mua được cái thớt như này. Cái này là cái gốc cái chậu đúng không? Vâng. Nước hôm nay không về à? Về mà. Hả? Về mà. Về á? Vâng. À. Cái này là cái gì? Cái này là cám hay là cái gì? Đây là một. Mọt ăn à? Vâng. Mọt ăn cái cây xong rụng xuống đây Đấy. như kiểu là bột ngô nhỉ? Được. Hay là cái loại này lấy cho lợn khéo ăn mà nhỉ? Cái loại bột này cho lợn ăn không? Chắc là không ăn đâu. Chắc không ăn à? Ừ. À. Trong nhà cứ cách vài tiếng mà không quét dọn thì trong nhà như kiểu ngoài đường bụi luôn. Bởi vì là không phải là bạn này lười mà là do là cái các cái phiến tre này này mà dùng quây cái nhà ấy là bị mọt ăn nên là nó rụng hết. Mùa này là mùa mùa mọt nữa, đây rất là nhiều nhỉ. À. Nhiều mà nó mấy Đây là ngày cơm quét à? mà Ôi rồi sao lại nấu kiểu này? nấu gạo đi đang hết thì Đang hết gạo. vâng Thế sao không mua? mua cũng Hả? cũng kịp mua đây. Ôi rồi ôi. Phải đi mua gạo chứ ai đi nấu kiểu này. À. Đây. Đây là cơm ngô nấu với lại gạo. Cơm gạo đúng không? Vâng. Như kiểu nấu trứng đúng không? Ờ 50-50. 50% là gạo, 50% ngô. Rồi, này con làm sao mà ăn được? Cái hai con thì cũng cho ăn đúng À. Cho mỗi con lớn ăn đúng không? không? Vâng. Nấu gạo đấy nhưng mà nó không ăn thì lấy cho Ừ. chứ ăn. Đây là cám cho lợn đúng không? Vâng. À. Cám như này lợn có ăn không?
Ăn mà. Ăn à? Vâng. Cái này để bao lâu rồi? Thì kia thì hôm qua. À, cái này hôm qua hồi nãy bà nói là chua quá không cho ăn đúng không? Vâng. Thế mang đi đổ đi. Anh thấy nó đã nhìn thấy nó đã chua rồi nên là đúng rồi. Chua như này là lợn nó không ăn đâu. Thế cái ngô ngoài này là phơi ra để nghiền ăn à? Đúng không? Cái ngoài này này. Vâng. Phơi để cũng nghiền ăn, cũng nghiền ăn phải phơi khô với mấy nó mới có mọt chứ. Ừ. Đấy, thì đóng bao chứ. Ừ. Mới biết đóng bao mà. À. Nấu cái đấy với lại món gì nữa? Rau cải. Rau cải à? À. Đỉnh nấu mấy con cá mà đỉnh đây cho anh lấy đi biếu cái Phong kia đi. Lấy cá đi cho Phong á? Vâng. Không, lấy làm gì? Đây. Lấy về để đây rồi. Vâng. Lấy cá đi cho Phong. Ờ. Ôi giời ơi. Này còn lấy cá đi cho Phong nữa. Đây à, để đây à? Vâng. Đâu? Chết rồi. Ấy. Tại gì? Cá chết rồi. Cá chết rồi. Chết rồi thì thôi. Mang đi tí nó bị hỏng ấy, hiểu chưa? Hiểu rồi, thế thì nấu đi. Hiểu à? Hiểu rồi thì nó... có một... Thế là em bắt từ lúc sáng à? Vâng, có một... Nhưng mà trước có một buổi mình... Cho hôm đấy trước trời mưa, lấy nước vào ít. Ừ. Đến hôm sau còn cũng chết. Ừ. Đây, bạn này biết là sáng nay ông đến thì có... đi bắt được mấy con cá, nói là để đi biếu Phong. Úi cháy cháy. Để biếu Phong. Thì cá cũng kiểu mình lấy về treo để lâu ấy, cá sắp chết nên là anh bạn có nói là nướng để khô xong là để tí mang cho Phong. Bố dưỡng của Phong. Đây bạn sàng nhất là thương Phong. Đang nướng cá để gửi đi cho Phong. Phong là con của anh Máy nha mọi người nhé. Con của anh Máy. Thì tại sao là ông mới gọi anh này là anh Máy thứ hai? Nghĩa là trước đây anh Máy bị bệnh. Như thì vợ của bạn này là vợ của anh Máy. Là anh Máy bị bệnh xong là đốt nhà. Đốt nhà đấy thì vợ của anh Máy mới chạy đi ra bên ngoại, đi nhà ngoại đấy thì mới anh này mới đi lấy về. Hả? Nướng cá cho Phong á? Ừ. Nấu cơm chín thì lại phải nướng cá để cho Phong. Phong là con của anh Máy. Cái này thì đi tí nữa xem sâu đi. Ừ. Ăn vừa xem đi. Ừ. Sâu nó cháy không? Không cháy đâu. Ừ, không cháy à? Đây là bữa trưa đúng không? Vâng. Mời anh ăn cơm nhé. Rồi, ok. Ngồi đây. Cho anh ngồi đây. Cho bé ngồi đây. Cho hai bé ngồi đây. Tỏ. Tỏ, tỏ. Năm cầm rồi. Đây là bát cơm ngô. Bạn ấy bạn tê ngồi đây. Tê với lại bé ngồi đây. Năm cầm. Bạn ấy bạn nấu lấn gạo. Khoảng gần đấy được mà. Đấy, 50-50. Ngô 50%, gạo 50%, để ấu. Lấn trộn nhau.
cơm như này sao mà bé ăn được. Bé này còn đau răng nữa, sưng hết, sưng vù hết cả cái mồm rồi. Quên cây sứa. Hôm qua nó ăn sứa cả ngày. Về đây. Về tiến năng tiến không? Về năng tập tiến không? Lời ngồi gần đấy, ngồi gần đấy. Về đây, về đây. Về đây, về đây. Tạo. Bé vào đây. Bố về đây, lùi vào đây một tí nữa. Nghe không? Ngồi phước táo. Bé này thì chỉ có ăn ấy thôi. Con nào? Cái gì? Táo. À, kéo. Cái kéo cắt. Nó mới ăn, biết ăn chứ. Kéo cắt gì? Cắt thịt á? Vâng. Xé. Ủa, phước táo để dùm nó tí mua. Mình xé được đây. Mà. Thế lần sau phải mua cái loại nào, mua thịt cho con, mua cái loại nào mà có thịt nạc nhiều ấy. Cái này thì là hơi mỡ. Nên là con sẽ không ăn được. Đây của bạn Tê đâu, bạn ăn cái gì đấy? Hả? Bé này ăn cái gì? Ăn thịt mà. Ăn cái này không? Cứng mới cứng. Hả? Cơm trắng nó cũng ăn đâu. Cơm trắng còn không ăn. Hôm qua đau đây. À, bị đau răng đúng không? Đấy, mặt sưng hết đây này. Đau ở đây đúng không? Nấu hôm qua đây. Hả? Cần không đủ không? Được mà. Đây. Ăn ngọt mà nhỉ? Ngọt đấy. Quên mời bà rồi. Cảm ơn bà ăn cơm nhé. Biết. À, bà nặng ta. Không phải điếc mà nặng tai. Điếc là phải điếc hẳn. Nghĩa là nặng tai thôi. Bà có tuổi rồi, bà nặng tai. Ăn thử nhé. Ăn. Ngon đấy. Ngon mà. Rau cũng ngon mà cơm cũng ngon. Vâng, cháu cứ tự lấy. Cái này là cái cơm này nhai, càng nhai kỹ nó càng ngọt. Nó ngọt ở ngô mà. Ngô nó nhiều chất đạm. Đúng rồi. Vùng cao phải, nó còn cuộc sống còn khó khăn lắm. Nãy bố đi mua thịt nạc hơi ít đúng không? Vâng. Cháu ở đâu xin phép được giới thiệu với lại tất cả ông bà cô bác và mọi người là anh ông có bán các sản phẩm ở trên cái gian hàng nhỏ nhỏ của cháu anh ông. Đầu tiên là vừa rồi có rất là nhiều ông bà cô bác có dặn cháu anh ông là làm cái sản phẩm củ giấy, thì cháu anh ông cũng đã làm được rất là nhiều rồi. Vừa rồi có dặn dân làm thì được chỗ này tầm khoảng hơn chục cân. Ngoài cái sản phẩm củ giấy thì cháu nó có bán mật ong rừng và mật ong khoái. Thì mùa này thì cũng mùa mưa nên là cháu nó không bán mật ong. Có hiện tại là còn một ít nữa thôi. Mật ong còn tầm khoảng 20 lít nữa là từ đầu năm cháu nó đi mua của dân về. Và tiếp thì cháu nó có bán cái trà hồng sâm, trà sơn mật hồng sâm. Tiếp là cháu nó có bán hoa đu đủ đực này, nấm ngọc cẩu, táo đỏ và trà mát gan, dây thìa canh. Trà mát gan là hỗ trợ những anh chị nào mà hay sử dụng rượu bia ấy. Đây là trà mát gan này. Mát gan lợi mật giải độc, an thần, giúp tiêu hóa tốt, chữa viêm gan, sơ gan, men gan cao, gan nhiễm mỡ, là uống thay nước hàng ngày. Cái sản phẩm là một người khỏe hai người vui nữa. Tiếp đây là nấm ngọc cẩu, cũng là một người khỏe hai người vui. Và chè nhâm trần. Chè nhâm trần thì các bác mua thì các bác để ý là nó có chè nhâm trần thì nó rất là thơm. Còn một loại cây cái gì, cây bồ bồ hay cái gì đấy cũng gần giống nhâm trần, nhưng mà nó không có vị gì, nó không có mùi, nó không thơm như chè nhâm trần. Là mùi rất là thơm.
tiếp đây là hạt dổi, tiếp đây là cây tầm gửi gạo, gạo tía nhé, cây tầm gửi gạo tía là công dụng mát gan, chứa viêm gan C này, thải độc cho người bị thận, viêm cầu thận, chứa sỏi thận, phù thận, thải độc men gan, giảm béo, tăng thể lực. Tiếp đây là cây cỏ máu, cây huyết đằng, bổ máu sau sinh. Tiếp là cháu nó có bán giảo cổ lam 5 lá và 7 lá và chè dây thì cháu nông không sao đâu, cháu nông lấy về để thái, đun uống thay nước hàng ngày. Nếu mà bác nào bị đại tràng thì các bác mua về đun uống thử. Đấy, như cháu nông trước đây bị bụng sôi gục nhưng mà sau dùng cái chè dây là nó hết sôi bụng. Tiếp đây là táo đỏ nhé, táo đỏ cái này là lấy về ngâm tiểu. Với cái sản phẩm cháu nông vừa giới thiệu, ông bà của bác, cô chú, anh chị có nhu cầu sử dụng sản phẩm nào đấy thì ủng hộ cháu An Nông để cháu An Nông có kinh phí đổ xăng để đi giúp các hoàn cảnh nghèo ở trên vùng cao. Cháu An Nông xin cảm ơn các bác đã ủng hộ. Sau đây xin mời các bác tiếp tục theo dõi video.